Rồi lúc này chị đi đâu chị? Này em ra ngoài cái gió, em kéo gió nè. À, cái công việc hàng ngày của chị là ngoài ngoài làm công ty còn cũng như là đi dở gió này nữa ha. Dạ đúng rồi, phụ gia đình. Dạ dạ phụ gia đình ha. Dạ. Đó, chị Tuyết Mai là nghe quý cô chú anh chị. Đó, à. Công việc hàng ngày của chị là hứng gió nè. Đó, hứng gió nữa nè. Cái gió này mình làm lâu chưa? Dạ, mười mấy năm anh. Mười mấy năm rồi ha. À nếu mà cái gió này bao lâu là mình đổ một lần chị? Bao lâu mình đổ gió một lần chị Mai? Xích xích qua đây, xích qua lâu nè, qua đây nè, qua đây nè. Rồi đây 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 đây, qua đây qua đây qua đây. Rồi. Xa luôn. Đó, rồi. Rồi bắt đầu mình coi chị Tuyết Mai kéo gió rồi nha. Đạp cái đó vậy đó hả? À đạp cái đó đi ha. Đó đạp bắt đầu nè nghe. Gió quay lên nè. Đó. Cái gió nè. Cá kìa. Bắt đầu đổ. Quá trời nhiều ha. Quá rồi kìa. Cá ở đây mình có khi nào dính cá lớn không chị? Hay là cá linh với cá gầm rồi thôi? Cá anh đủ cá dính cá vô 6 kg hả? Nó vô trong cái túi đó quá. Vô túi đó rồi nó chạy lên đây nè. Cũng hay ha. Cái túi là nó chạy vô đâu? Vô đây luôn hả? Dạ đúng rồi. Ờ hay vậy hả? Trời ơi. Làm sắc bự không ha? Ừ, đó. Cái gió này là mình làm bao nhiêu năm rồi chị Mai? À mười mấy năm rồi ha. Đó, có cái này cũng như là cái nghề của mình luôn rồi. Dạ đúng rồi. Cái này mình đổ rồi mình bán hay sao chị? Bán có rồi mắm đồ làm mắm đồ cũng có. Ủa sao cá này nó bị nổi đây hết rồi. Đó là cá lóc ăn đó. À nuôi cá lóc nữa hả? Chị ngồi đi cho nó sáng đi. Ừ. Đó, chị ngồi dưới cái gió luôn nè nghe. Khoảng 10 15 phút mình đổ một lần ha. Dạ đúng rồi. Vậy là mình ngồi đây canh suốt chứ gì? Dạ. Được không? Ổn không? Xích vô. Được. Dân quê mà hả? Chị Tuyết Mai biết lỗi không? Dạ biết. Con gì dưới đây? Dạ nuôi cá lóc anh, lóc cá dê. À cá lóc mình đổ dính rồi mình thả nuôi hả? Dạ. À. Cái đường này là để dành ăn hay gì hả bán? Dạ để dành ăn. Để dành ăn không ha. Dạ. À chị Mai cho em hỏi cái đường này, sông này ghe lớn không? Có anh ghe lớn không à. Này chạy ra sông lớn không à. À nếu mà ban đêm vậy là mình phải kéo lên. Dạ nào cá nhiều mới kéo ban đêm, còn bình thường thì kéo ban ngày ít kéo ban đêm lắm. Dạ dạ. Ban ngày thì mình cuột lên cho nó cao lên ha. Dạ. Dạ. Cái gió này lâu lắm em mới gặp đó chứ bình thường ở chỗ em làm gì có gió. Dạ. Cái này mình làm lâu chưa? Gió này nè. Dạ cũng mười mấy năm anh. Mười mấy năm này ha. Dạ. Thì anh nào mà thích chị về đây muốn ăn cá đồng á thì về đây nghe. Đặng đổ gió với chị Tuyết Mai nghe. Chung tay với chị Tuyết Mai đổ gió. Để mà có món cá đồng đặc sản ăn. Cho anh Nguyễn về đây đi. Đây chăm chăm là cá đồng không đó nghe. Thấy không? Rau tự nhiên nè, thấy không? Nó trồng nhóc luôn. Mùa này cá nhiều chứ mùa kia đâu có đâu không? Dạ, cỡ này thì cá nhiều chứ cỡ kia cũng giống như lai dai có ăn được gì đó. Thì anh nào có bấm chọn chị Tuyết Mai, chị Tuyết Mai hứa hẹn sẽ là nấu bữa cơm cá đồng đặc sản cho quý cô chú anh chị và khán giả ăn nha. Đặc sản miền Tây hết chị Mai. Ở đây thường nó chứ dính cá gì nhiều chị? Nói chung đủ loại cá chứ, cá gì cũng có. Cá gì cũng có chị ha. Dạ. Cá trắng là nhiều quá. Dạ đúng rồi, cá trắng là nhiều. Bữa dính cá dồ 6 kg mình bán hay mình ăn chị? Bán hả? Bữa bán được nhiêu? Bán được 200 hay gì, mẹ bán em cũng không rành. Rồi 200 ngàn hả? Trời ơi, phải mình biết rồi mình mua con cá đó rồi. Này rồi mình có cúng rồi hả? Dạ cúng là có cá rồi. Cúng vô có cá ha. Dạ. Nghề của ba mà. Chung là ở đây là xứ vườn là cá là không có hiếu đó. Dạ. Hiện tại giờ chị Mai là chỉ có hiếu tình yêu thôi.
Chị Tuyết Mai ở ngoài dễ thương lắm nghe quý cô chú anh chị, thì lên hình thì có thể là mình chưa có thấy rõ nha, nhưng mà đến nhà thì chị Tuyết Mai rất là nhiệt tình, thứ hai là rất là dễ thương. Chị Tuyết Mai ở ngoài rất là xinh nha. Hiền lắm nha. Trắng nữa nè. Trắng tươi à. Cao gáo. Cao gáo nữa. Này mình hứng là từ sáng tới chiều luôn hay sao? Hay tới tối luôn. Nói chung giờ nào rảnh thì hứng thôi chứ không có quy định giờ. Cứ hoài vậy ha. Dạ. Chị Mai cho em hỏi một cái là nếu mình hứng như vậy mà một ngày mình có cân là được bao nhiêu ký không? Cũng tùy theo bữa anh. Thì trung bình nó khoảng nhiêu chị? Nhà bữa thì cũng cả vài ký, bữa thì cả chục mười mấy ký, tùy theo, nói chung tùy theo con nước. À bữa nào trúng là nhiều dạ, ha. Dạ, nước cá này cá đồng ăn đã ta, kho á. Dạ. Cá linh thì mình nấu chua, nên chua. Cá chua cũng súng. Nói chung cái gì cũng được. Đúng rồi. Hôm nào mà có anh nào đến thì chị tính đãi món gì cho tụi em chị? Có anh nào đến mà ví dụ như xe mắt chị đi. Là mình tính trước đi. Ha. Thì những cái món nào mà gọi là chị giỡn chị và dở dính đó. Chị tụi em chỉ cần như vậy thôi. Không có, ý nói là chị đãi cái gì là tụi em ăn đó à. Quê mình mà có gì mình dùng đó hả? Dạ. Yeah. Lẩu hay là gì đó. Dạ. Yeah. Chị Mai làm ha. Dạ. Để ớn quá. Đó, nguyên nè. Này nhờ mấy cục đá này nó mới kéo xuống nổi ha. Nặng không chị? Đẩy hay nặng không? Rồi chị Mai kéo gió nữa nè nghe. Rồi mấy anh em gom lỡ ơi. Né ra đi ra cho chị Tuyết Mai. À. Thì bé áo đỏ đó với bé trai áo bông bông là con của chị đó nghe, áo đỏ là thứ ba. Đó lên kìa, mảnh. Khỏe quá. Ui, cá ơi. Cá linh không? Cá linh non không? Cá linh không to. À. Nước này đục đó, nước mặn đục chảy lắm. Nước này đục quá. Đục mà nó không chảy ha. Dạ. Nó quý cô chú anh chị kéo lên cái là bắt đầu cá nó sẽ chạy qua đây nè, nó vô trong cái gió đó. Cũng hay ha. Ừ. Cá gì ha. Đó. Rồi không sao. Ngon lành. Đâu mình xuống dưới mình coi cái đó có cá dữ không? Đâu có thấy đâu. Rút ngoài kia kìa. Ngoài kia hả? Ừ. Kệ xuống luôn đi, thử coi. Rút ngoài kia. Đi từ từ đi nha, để cái đó nó hơi yếu. Rồi. Sao đây có 60 kg à? Mai sao 9 kg à? Thì Quang cũng nói quý cô chú anh chị biết là từ cái gió đó làm một cái lưới vô, thấy không? Dở lên cái nó chui vô đây nè. Đó, nửa cái mình sẽ dở cái này nè. Cá nào vô đây hết trơn. Nước mà nước nó vừa lên á. Nhà mình có cái gió hả? Còn gió trên nhà người ta ha. À, sớm. Rồi thôi chào khán giả đây chị ơi. Bữa nay mình biết cái công việc của chị và gia đình là hứng gió. Chào quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha. Rồi, em bye bye chị nghe. Chúc chị tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Chị sống mà tìm được